Tiếp tục cho ra những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn luôn là bài toán được các doanh nghiệp chú trọng nhằm tạo sức hút cho du khách. Với các tỉnh Bắc Trung Bộ vốn có địa hình phong phú, đa dạng, cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc đang được các đơn vị lữ hành tại TP.HCM xúc tiến khai thác cho những loại hình du lịch, thể thao, khám phá, ghi nhận về tiềm năng các loại hình du lịch này tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Quảng Bình là một trong những địa phương Bắc Trung Bộ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, đa dạng, được đánh giá là nơi rất phù hợp cho sự phát triển những loại hình du lịch thể thao, khám phá mang tính mạo hiểm và thử thách. Tìm kiếm các sản phẩm mới phù hợp đang giúp các đơn vị du lịch thu hút khách quay trở lại. Sau đại dịch Covid thì cái nhu cầu du lịch tìm về với thiên nhiên phát triển rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là cái khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nhận được cái sự hưởng ứng mạnh mẽ của lớp trẻ từ TP.HCM. Bởi đến đây các bạn ấy cảm thấy một cái sự thực sự là khác biệt. Thì hy vọng là sau cái chuyến này về phối hợp với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An thì mình sẽ làm được một cái tour mới mẻ. Còn với Quảng Trị, ngành du lịch hiện vẫn còn khá khiêm tốn nếu so với Thừa Thiên Huế hoặc Quảng Bình lân cận. Quảng Trị cũng đang mong muốn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của mình thông qua liên kết phát triển với TP.HCM. Địa đạo Vịnh Mốc, một trong những điểm đến khá nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện đang được địa phương chú trọng đầu tư và khai thác, có những nét tương đồng nhưng cũng khác biệt so với địa đạo Củ Chi. Đây cũng là một địa chỉ đỏ thú vị cho du khách TP.HCM khi đến Quảng Trị. Và hiện tại cái lượng khách tham quan tại di tích địa đạo Vịnh Mốc thì nó cũng có dấu hiệu phục hồi sau Covid-19, thì lượng khách đến đây cũng khá là đông. Thưa quý vị, trên thực tế thì địa đạo Vịnh Mốc đây là một trong những địa đạo khá thú vị của tỉnh Quảng Trị. Đối với những người yêu thích lịch sử thì có thể đến với địa đạo Vịnh Mốc và từ đó biết thêm về địa danh Vịnh Mốc nơi này cũng như công cuộc kháng chiến và giữ nước của dân tộc ta. Bên cạnh các địa chỉ đỏ, Quảng Trị còn rất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa và thiên nhiên. Trong đó, hệ thống giếng cổ và thủy nông Do An hơn 1.800 năm vẫn còn được sử dụng từ thời kỳ Vương quốc Champa cổ này là một ví dụ. Cái điểm mới đó là du lịch ở miền Tây Quảng Trị là có nhiều cái thẳng cảnh, nhiều thác, nước rất là đẹp và cái khí hậu rất là mát mẻ giống như tiểu Đà Lạt vậy, thì hiện tại đang còn kêu gọi các cái nhà đầu tư lớn đến đầu tư. Thông qua liên kết du lịch, nhất là đối với TP.HCM, Quảng Bình, Quảng Trị hay nói rộng ra là các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đang kỳ vọng sẽ tạo nên những bứt phá của ngành du lịch Việt Nam.